Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nấu 5 công thức sữa bắp cho ra màu siêu đẹp. Bắp của mình sử dụng là bắp nếp trắng và bắp vàng. Tùy mọi người thích cái hương vị bắp nào hơn thì có thể chọn cái nguyên liệu tương ứng. Nhưng mà bắp vàng thì sẽ cho ra màu đẹp hơn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu 5 công thức này để xem đó là những loại nguyên liệu nào nha. Trước khi nấu sữa thì mình sẽ tách hạt bắp và giữ lại cùi bắp, rau bắp và một số lá bắp non, rửa sạch và cho vào nồi nấu với khoảng là 3 hoặc là 4 lít nước. Sau đó là hầm trong khoảng 30 đến 35 phút để lấy được cái chất ngọt. Vì nấu sữa bắp bằng cái nước này thì nó sẽ bổ dưỡng và ngon hơn so với nấu bằng nước trắng. Để nấu sữa bắp và hạt sen thì mọi người sẽ cân cho mình 40g hạt bắp đã tách sẵn và 20g hạt sen khô. Hạt sen là một loại nguyên liệu có tính chất an thần và giúp giảm stress rất là tốt khi kết hợp với hạt bắp. Sau khi mà chúng ta cân nguyên liệu xong thì hạt sen khô mọi người sẽ rửa sạch với nước. Lưu ý là hạt sen thì không cần phải ngâm, cho nên chỉ cần rửa sạch thôi là đã có thể nấu rồi. Cho toàn bộ nguyên liệu vào bên trong lòng cối máy sữa. Máy mình sử dụng có dung tích 1 lít. Cho nên sau khi mà cho nguyên liệu vào thì mình sẽ đong khoảng 950ml cho đến là 1 lít nước luộc bắp để nấu sữa. Olivo CB1000 có chế độ nấu sữa hạt là trong khoảng 30 phút. Nó sẽ cao hơn so với một số những cái dòng máy làm sữa hạt như Unie thì chỉ trong khoảng 25 phút thôi. Nhưng mà nhìn chung thì nấu từ 25 đến 30 phút thì sữa hạt đã chín kỹ rồi. Sau khi nấu xong thì do nấu với máy sữa mình sẽ không cần lọc lại nữa và mình sẽ rót thẳng ra ly. Ai muốn thêm đường với đá thì có thể thêm tùy theo khẩu vị nha. Để nấu sữa bắp với hạt điều thì mọi người sẽ cân cho mình 30g hạt bắp đã tách sẵn và 30g hạt điều đã sấy khô. Hạt điều mình cân là hạt điều chưa bóc vỏ, cho nên lưu ý trước khi nấu mọi người hãy bóc vỏ hạt điều giúp mình nha. Hạt điều là cái nguyên liệu có rất là nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và phòng ngừa đột quỵ rất là tốt. Trước khi nấu sữa thì mình sẽ cho chỉ hạt bắp vào bên trong lòng cối và đong với lại 1 lít nước. Do máy làm sữa hạt mình sử dụng là Unie UMB10 dung tích 1 lít. Đóng nắp và chọn chế độ sữa hạt thì máy sẽ nấu trong khoảng là 25 phút. Tuy nhiên khi mà máy nấu được khoảng là 10 phút thì mọi người sẽ tạm dừng bằng cách là mở nắp máy và thêm hạt điều vào giữa cái quá trình nấu, để cho máy tiến hành xay mịn chứ không nấu quá chín hạt điều thì sẽ dễ làm mất chất dinh dưỡng và sữa của mình bị tủa thì sẽ không ngon. Sữa sau khi nấu xong thì vẫn mịn và không cần lọc lại. Nếu mà mọi người muốn uống đường thì có thể là rót ra ly rồi thêm đường vào thì sẽ không có làm cho cái đế cối máy sữa của mình bị cháy và sẽ dễ tự nêm cái lượng đường hơn là so với cho vào máy nấu luôn. Để nấu sữa bắp với đậu đỏ thì mọi người sẽ cân cho mình 40g hạt bắp đã tách sẵn, 20g đậu đỏ. Đậu đỏ là nguyên liệu mình thấy giúp thanh lọc cơ thể và tốt cho gan thận. Hoặc là nếu mẹ đang cho bé bú sữa mẹ thì có thể sử dụng sữa kết hợp với lại đậu đỏ để có nhiều sữa hơn ha. Với đậu đỏ thì mọi người sẽ ngâm trong khoảng là 8 tiếng hoặc là qua đêm, sau đó rửa sạch trước khi nấu để loại bỏ những cái enzyme không tốt trong hạt đậu khô. Cho bắp và đậu đỏ sau ngâm rửa sạch vào trong lòng cối và đong với lại 1 lít nước nếu mà mọi người sử dụng máy làm sữa hạt dung tích 1 lít. Còn với máy lớn thì mọi người có thể là đong 1,2 lít nước. Sau đó đóng nắp và chọn chế độ sữa hạt. Nấu trong khoảng là 25 cho đến 30 phút thì sữa sẽ chín và mịn không cần lọc. Mọi người nếu muốn nấu sữa hạt để có chất làm ngọt tự nhiên thì có thể là nấu kết hợp với lại chà là hoặc là kỷ tử đều được, sữa cho ra sẽ có màu hơi nâu đỏ. Cân giúp mình 40g hạt bắp đã tách sẵn,
và 20g hạt đậu nành khô. Đậu nành là một cái nguyên liệu rất tốt cho nội tiết tố, cho nên phụ nữ ai thích đẹp da dài tóc thì nên thường xuyên uống sữa hạt kết hợp với lại hạt đậu nành. Tương tự với đậu đỏ, chúng ta cũng sẽ ngâm đậu nành với nước lạnh qua đêm hoặc là trong vòng 8 tiếng rồi rửa sạch mới bắt đầu nấu, thì hạt đậu sẽ nở vàng đều, đẹp hơn và nấu sẽ thơm hơn. Cho toàn bộ đậu nành đã ngâm vào bên trong lòng cối. Kế đến là hạt bắp, và sẽ đong với lại là 1 lít nước khi mà sử dụng máy có dung tích 1 lít như mình. Nếu mà mọi người sử dụng máy lớn thì có thể là đong trong khoảng 1,2 lít nước thì sẽ vừa uống hơn. Sau khi mà đong nước xong, mình sẽ đóng nắp và chọn chế độ sữa hạt để nấu trong khoảng là 25 hoặc là 30 phút, tùy theo cái loại máy. Với những ai thắc mắc là tại sao mình không cho đường vào trong suốt cái quá trình nấu, tại vì mình thích rót ra ly, cho vào tủ lạnh hoặc là uống ngay, thì mình có thể là tự bỏ đường vào và nêm nếm sao cho vừa với khẩu vị của mình rồi mình mới uống. Còn nếu mà ai thích uống những cái chất tạo ngọt tự nhiên thì có thể cho nguyên liệu vào từ đầu quá trình nấu luôn nha. Mọi người cân giúp mình 30 gram hạt bắp trắng và 30 gram nhân hạt bí xanh. Bắp trắng hay còn gọi là bắp nếp khi kết hợp với nhân hạt bí xanh sẽ cho ra màu xanh lá tự nhiên đẹp hơn so với chúng ta nấu bằng bắp vàng hay còn gọi là bắp Mỹ. Nhân hạt bí xanh sau khi cân xong mình sẽ rửa với nước sạch từ 1 đến 2 lần để giúp hạt bí mềm, nấu thơm ngon hơn. Còn nếu mọi người thích vị rang trong sữa hạt thì có thể là rang hạt bí trước khi nấu thì đều được nha. Có thể là không cần rang cũng được và rang thì cũng được. Cho toàn bộ nguyên liệu vào bên trong lòng cối và đong với lại 1 lít nước. Do máy làm sữa hạt ở đây mình sử dụng là máy có dung tích 1 lít. Mình cũng nhắc lại là nếu mà mọi người sử dụng máy trong khoảng 1,75 lít thì mọi người có thể là đong 1,2 lít nước. Nhân hạt bí xanh là nguyên liệu giúp tăng cường nội tiết tố progesterone rất là tốt. Nên nếu phụ nữ uống sữa hạt nhân hạt bí xanh thì nên uống sau khi chu kỳ kinh nguyệt của mình kết thúc thì sẽ hỗ trợ tăng cường nội tiết tố tốt hơn. Chúng ta sẽ chọn chế độ là sữa hạt và nấu trong khoảng là 25 phút thì sữa sẽ được xay mịn và nấu chín. Sữa bắp kết hợp với nhân bí sau khi nấu xong sẽ cho ra một cái màu xanh lá, gọi là xanh lá màu xanh thực phẩm á, và nhìn rất là bắt mắt. Nếu mà mọi người nấu xong muốn thêm đường hoặc là uống với đá hoặc là uống nóng thì đều được hết nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong 5 công thức sữa hạt nấu với bắp ngày hôm nay rồi. Và mình sẽ lần lượt chia sẻ với mọi người từng cái công thức nha. Đầu tiên là sữa bắp nấu với hạt sen, sữa bắp nấu với sữa đậu nành, sữa bắp nấu với nhân hạt bí xanh, đây là hạt điều và đây là kết hợp với lại đậu đỏ. Thì mọi người có thể thấy là cái màu sắc cho ra rất là đẹp và tự nhiên. Đồng thời là cái sữa nó không có bị cái độ trền quá cao nếu mà so với cái những cái video cũ khi mà mình nấu mình canh theo là một trái bắp hoặc là nửa trái bắp. Vậy thì hy vọng qua 5 cái công thức này sẽ tạo cho mọi người cái động lực để mà mọi người có thể là nấu sữa hàng ngày và đặc biệt là nấu sữa bắp sẽ ngon hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video. Nếu mà mọi người cần tư vấn máy làm sữa hạt hoặc các dòng máy khác của nhà Nguyễn Ngọc thì có thể xem thông tin mình đã để bên này và đừng quên subscribe kênh nha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.